Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 2022. Chúng ta tiếp tục học tập Quyết Chí Một Đời Vãng Sanh Cực Lạc Quốc, học đến tập 48. Ngày nào chúng ta cũng động viên và nhắc nhau tu pháp môn Tịnh Độ là pháp môn một đời giải thoát, nhưng cần phải được sự động viên. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết nói rằng 3 ngày không nghe pháp Bồ Đề Tâm lui sụt. Nên ngày nào chúng ta cũng được động viên sáng chiều. Đây là việc cực kỳ quan trọng, và mỗi điểm đạo tràng chúng ta nên cũng sáng chiều để động viên nhau suốt luôn. Tại vì những đức chia sẻ gì đúng giờ cơm, ăn cơm một thời được nghe pháp. Quý vị coi, nếu quý vị làm được điều này thì quá ý nghĩa. Mỗi lần ăn cơm được nghe pháp để nhắc nhở đại chúng tinh tấn tu hành. Nên quý thầy những đức đặc trách, nếu quý thầy nhiệt tình làm gì thì giống như mình đang gieo pháp âm. Tuy những đức chia sẻ Phật pháp, nhưng chính quý thầy là người điều chỉnh, thì đại chúng quý thầy sắp xếp càng ngày càng ổn, người ta siêng tu. Mình động viên người ta không được bao nhiêu, có người động viên mình đem ra cho người ta được lợi ích. Nếu quý thầy sắp xếp gì thì đúng là duyên phúc quý thầy rất lớn. Nên những đức tính cái chuyện mà nói chuyện Phật pháp nửa tiếng này hay, duyên thờ ăn cơm cũng từ nửa tiếng đổ lại. Như ăn lẩu hay bánh hỏi hay bánh cuốn đều là thời gian hơi lâu một chút. Nên mình nghe được bài pháp rồi quý vị thấy ý nghĩa nhắc nhở đặc biệt. Thì ngồi ăn cơm thì ngồi im tự nhiên nghe còn đặc sắc. Nếu mà những đứa không biết dùng những cái thời để cho nghe pháp thì thua. Nên những đức nói nếu nhiều chùa chiền mà nuôi đông người nên dùng cách này. Người chủ trì nên chia sẻ Phật pháp nửa tiếng đổ lại thôi cho người ta nghe giờ cơm, để nhắc nhở, nhắc nhở chúng. Cách này rất là hay. Càng nung đúc tinh thần chừng nào ta càng siêng năng tinh tấn, và ta hiểu cái lối sống trong chùa sao sao. Nên một số quy củ những đức nêu lên, các điểm chùa bên kia cứ tuần nào những đức cũng đặt trách cho bật lên để cho người ta nghe ta hiểu. Khi ta vô chùa, cái người phòng đăng ký là nhắc nhở ta những cái căn bản sống trong chùa. Lúc nào ta vô cộng tu cũng là căn bản là nhắc người ta cái lối sống trong chùa. Còn chia sẻ Phật pháp thì người ta sẽ nghe. Còn nếu mình ngồi để mình nói cho thiệt nhiều mà mình không nhắc nhở người ta cuộc sống trong chùa, thất bại. Thất bại. Nên chùa chiền của mình, người ta vô người ta tu không có cái chuyện đi vô chùa mình mà mua quà tặng cho người phòng đăng ký hoặc là những người sắp xếp chỗ ngủ, không có. Không có cái lý này tầm bậy tầm bạ, quy tắc này không có. Chứ vô chùa tu thì được thì đăng ký cho người ta theo quy tắc vậy thôi. Chứ không có dính dáng cái chuyện quà cáp này kia. Có khi nghĩ tặng quà cáp rồi sắp chỗ ngon cho ở, không có chuyện đó đâu quý vị. Mà người trong chùa những đứa cũng hiểu hết, không có bao giờ họ làm gì. Ai mà đi làm cái chuyện phiền phức, không? Nhắc những điều này tự nhiên ai cũng có sức cảnh giác. Người trong chùa cũng cảnh giác và người ngoài đời cũng cảnh giác luôn. Riêng đi đến chùa mình không có cái chuyện mà giàu thì bưng bợ mà nghèo thì khinh. Nếu như trong đạo Phật mà áp dụng vậy thì Phật pháp tiêu. Nên tất cả những điểm chùa nên suy nghĩ lại những điều này. Làm điều đó làm cho hàng cư sĩ cười chê mình. Cư sĩ cười chê mình. Và tất cả những người mà có tâm cúng dường tiền bạc trong chùa nhiều cũng đừng nên có cái tâm này. Mình đừng có nghĩ mình ngoài đời mình giàu được ta cung phụng, mình vô chùa quý thầy cũng cung phụng mình. Mình không còn miếng phước, sạch phước luôn, tầm bậy. Càng đơn giản thì càng an vui. Mình đi đâu cũng được người ta cung phụng mình hoặc là đội mình trên đầu, quý vị thấy có thoải mái không? Không lẽ quý vị lấy cái danh đó để sốc, không ham, hiểu không? Đơn giản với nhân sinh, đơn giản với con người, gần gũi với con người mới vui. Tư tưởng Bác Hồ là hay. Bác Hồ là bậc lãnh tụ một đất nước, nhưng đi đến đâu cũng gặp người dân gần gũi, làm việc gì cũng gần gũi với người dân. Đây là cái tố chất thành công của bác. Chúng ta nên học theo. Đừng bao giờ cao xa, đừng bao giờ cho mình hơn thiên hạ.
Người ta là người ngoài thế gian thôi mà hành động ta vậy mình nên học. Không chi mình là người xuất gia tu hành mà. Mà càng ngày càng cao vọng là thua, không nên. Xa cách con người và nghĩ mình là người quan trọng này kia quá. Đừng nên quý vị, đừng nên như vậy. Hành động gì cô đơn lắm. Hành động mà không ai gần gũi mình là mình tạo ra một hành động cô đơn với mình. Con người sống trong cuộc đời này cũng đừng nên buông thả quá, mà cũng đừng nên quá nghiêm khắc với người, nghiêm khắc với mình, coi có không được. Vậy thì ít ai là chịu học Phật lắm, phải nhớ. Nên mỗi ngày càng nghe Pháp, càng được nhắc nhở đi, dũng mãnh tinh tấn, đừng bỏ cuộc. Người tu tịnh độ, nếu như mỗi ngày chúng ta học tập gì, không bao giờ bỏ cuộc. Quý vị gặp những sự cố gì cũng niệm Phật, mà mỗi lần sự cố mà niệm Phật vượt qua là tăng thêm tính tâm. Mỗi lần sự cố niệm Phật vượt qua là tăng thêm tính tâm. Mỗi lần bệnh đau niệm Phật vượt qua là tăng thêm tính tâm. Mỗi lần bệnh đau mà đi tìm bác sĩ là hạ xuống một chút. Đúng không? Quý vị nói bệnh này tôi tìm bác sĩ mà. Vì tin vào bác sĩ thì bị tiêu. Tại vì khi thọ mạng đến bác sĩ trị được không? Không. Nên người niệm Phật cầu sanh cực lạc là phải gặp sự cố là mình niệm Phật vượt qua. Mỗi lần vượt qua là mỗi lần tăng thêm tính tâm tính nguyện một lần. Cứ cả đời gây dựng như vậy thì cả đời niệm Phật quý vị cũng không bỏ cuộc. Vì biết được con Phật hiệu thù thắng lợi ích. Nên làm việc gì cũng đem máy niệm Phật để duyên với ai, với đạo Phật. Chúng ta có một bài chia sẻ: mỗi ngày duyên theo thiện pháp là phước báo thù thắng. Mỗi ngày nhớ ai với đạo Phật, nhớ cực lạc là phước báo thù thắng. Những đức nói rằng vừa nhớ có Phật hiệu là bắt đầu là đời sướng liền. Vừa nhớ có Phật hiệu là đời sướng liền. Tức khắc đề xướng liền, đừng nên để cho qua nghe. Vừa niệm Phật cái làm nói ô mình đang niệm Phật, nhớ Phật kìa, nhớ với đạo Phật, nhớ cực lạc Tây Phương, đề xướng liền. Tức khắc niệm được một chút, có khi công việc tự nhiên nó quên. Rồi mình nhờ cái máy niệm Phật này mình duyên với con hay Phật, đề xướng liền, cứ đề xướng hàm Phật tử nhớ nghe, người trong chùa nhớ nghe. Vừa nhớ có Phật hiệu là ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với Phật, đề xướng liền. Đó, nhớ đó. Ăn tổ ngày dài là đi đứng nằm ngồi nói năng hành động, mặc áo ăn cơm và đại tiểu tiện đều niệm Phật được. Đó. Chùa mình xung quanh nơi nào cũng nghe niệm Phật á, những quý vị đó lợi ích rất là lớn. Nên ai gì đây người ta cũng sanh tâm hoan hỷ an lạc. Trong phòng phòng nào cũng để máy niệm Phật. Nên Phật tử gì chùa mình mà tu mà ở chùa mình quen là ở nhà phải để máy niệm Phật nghe. Phòng nè để cái đèn bông sen hoặc là cái máy niệm Phật nhỏ đeo cổ này cũng được, ghim suốt để phòng nghe quen đi. Nghe cái điệu hộ niệm á, gia đình già trẻ bé lớn gì cũng nên nghe, con nít cũng nên dạy niệm Phật. Con gái còn nhỏ mà thường niệm Phật, lớn lên sau này ít phá thai và cũng đàng hoàng, cũng gặp điều may mắn tốt đẹp đến với cháu nhớ. Còn người bầu bì mà nghe niệm Phật thì sanh con ngoan ngoãn dễ thương, có lễ phép. Cái này nhiều người đều là công nhận nó đúng gì đó. Khi có bầu bì tuyệt đối đừng có sát sanh hại vật để tẩm bổ bầu thai. Nên niệm Phật ăn chay bình thường, sanh cháu ra cũng khỏe mạnh tốt đẹp. Có một cô này cô sanh ba đứa con. Đứa con thứ ba cô nói cô ăn chay, hai đứa con trước tẩm bổ quá trời luôn. Mà đứa con cô ăn chay niệm Phật, không sát sanh hại vật, sanh ra nó còn to hơn hai đứa kia mà nó khỏe hơn, nó lanh hơn. Thấy chưa? Ăn chay niệm Phật con khôn lanh, hiểu không? Không ngoan không phải không lách nhé, không ngoan. Nên những đức thấy đọc lời của ăn tổ ngày dạy rất là gần gũi. Ăn tổ từng nói một câu: tôi á biết phái nữ là người có tội nghiệp lực nặng nề, nên tôi dạy phái nữ tôi nói những cái điều cặn kẽ nhất. Ai nói tôi trách tôi kệ họ, nhưng tôi niệm niệm vì người. Có một đoạn ăn tổ ngày dạy nè: nữ nhân từ 12, 13 tuổi cho đến 48, 49 tuổi đều có kinh nguyệt. Có kẻ nói trong lúc có kinh không được lễ bái gì tụng, lời ấy chẳng thông tình lý. Người có kinh ngắn ngày thì 2-3 ngày là hết. Có người kéo dài đến 6-7 ngày mới hết. Người tu trì ắt phải niệm niệm không gián đoạn. Lẽ đâu vì một tật nhỏ trời xanh ấy để rồi bỏ bê việc tu trì ư?
Nay tôi nói trong lúc có kinh chỉ nên lễ bái ít hơn. Niệm Phật tụng kinh đều theo lệ như thường. Đây là lời Ấn Tổ dạy đó quý vị. Bình thường. Quý vị dù có kinh nguyệt đến nơi chánh điện tu vẫn bình thường cái gì hết. Nhưng Ấn Tổ ngày phiên mình giữ vệ sinh cho sạch sẽ. Vậy thôi. Chứ lễ bái tu hành bình thường. Chứ không có lý rằng người phụ nữ khi có kinh nguyệt không được lên chánh điện, không được lên bàn thờ Phật để tu. Không có lý này. Ấn Tổ nói rõ ràng. Không lấy gì một tật nhỏ mà nghiệp duyên trời sanh ra như vậy mà bỏ tu. Không đúng. Phật nào mà trách như vậy? Không ai trách như vậy. Cái đó là ai mà muốn gì đâu, hiểu không? Đó. Nên tất cả những người nghe rõ ràng luôn. Ấn Tổ bị thấy vậy cặn kẽ thì quá cặn kẽ. Nên Phật Pháp là gì? Phật Pháp là cuộc sống nhân sinh. Nên có những cái, những đức lý luận giống nó thô câu lắm. Nhưng mà nhiều Phật tử người ta nghe người ta đều nói thầy giảng gần gũi và dễ hiểu quá. Nói vậy thôi. Phật Pháp phải để cho người ta dễ hiểu, dễ biết, để người ta dễ áp dụng. Mình nói cao xa trên trời dưới biển, người ta cho mình là bậc cao thâm. Nhưng không ai áp dụng được, chân vì mình thiếu tâm từ bi, mình vì cái ngã của mình thôi. Nên người giảng Pháp phải giảng gần gũi, giảng đơn giản nhất cho người ta dễ hiểu. Cứ đánh mạnh vào cái lễ phép đi, gặp người chào hỏi, đi đâu chào hỏi, đến chào hỏi, về chào hỏi, cứ lễ phép đúng gì đi là quý vị đặc biệt ai cũng thương yêu, ai cũng thích. Nhớ. Có cái tính như vậy thì tức khắc quý vị biết duyên phước lớn. Con cháu mình nên dạy nó lễ phép chào hỏi người. Đó là tuyệt vời nhất. Con cháu mình mà gặp người không biết chào hỏi gì hết là đây là đoạn duyên đoạn phước. Sau này cuộc đời nó khổ lắm, thê thảm lắm. Nên cái việc lễ phép là tất cả những người lớn chúng ta phải dạy con cháu, dạy con nít. Thí dụ con cháu mình, người ta cho cái gì mình dạy nó. Dạ con cảm ơn cô chú, anh chị. Người ta cho mình nhận mày cảm ơn nó liền. Còn người tu của mình, người ta tặng mình gì mình cầu ai với Đà Phật, chắp tay ai với Đà Phật. Lễ phép là như vậy đó. Nhớ. Cả người trong chùa, người nào cũng vậy. Gặp người ta đi đến chùa là chắp tay ai với Đà Phật. Mình gặp người là mình niệm câu ai với Đà Phật. Gặp người niệm câu ai với Đà Phật. Gặp quý thầy đồ đi tới. Còn khoảng 3 thức nữa là mình đứng lên chắp tay ngang ngực liền đàng hoàng. Quý thầy vừa đi qua mình một khoảng một thước là mình xá ai với Đà Phật. Rồi quý thầy đi qua khoảng 3 thức mình ngồi xuống ghế. Mình phải như vậy đó. Mong đại chúng trong chùa mình phải có tâm đó, nhiệt liệt phải có tâm đó. Và tất cả hàng Phật tử đi đâu cũng phải lễ phép như vậy đó. Nếu không ta nói mình người niệm Phật không có lễ phép, không biết gì hết. Những đức nhiệt tình, hết lòng, khô hơi cạn tiếng, chia sẻ. Những điều này nó cũng lợi ích cho quý vị mà. Cảm ơn quý những đức, chỉ mong quý vị áp dụng cho tốt. Quý thầy chư tổ sư đều có tâm là mình đem Phật Pháp giới thiệu để người ta được nhờ thôi. Chứ mong cầu gì quý vị? Mong cầu gì? Như chùa chiền mình, thí dụ như có nhiều cháu nhỏ đến chùa, mười mấy tuổi, nhưng đức thấy bé gái nhỏ nhỏ, nhưng đức bắt dọn cơm, nhưng đức nấu cơm đồ, làm đồ ăn để chi quý vị biết không? Con nít biết nó có tu luôn không? Nên cho nó làm được việc này chút để chi quý vị biết không? Dù nó lỡ không tu luôn, nó đến chùa nó cũng học được này kia, nó cũng siêng năng nó làm việc. Nếu bây giờ nghĩ nó là con nít, mình để nó trong chùa không biết làm gì, ăn không ngồi rồi, sao nó không tu nữa, nó hết phước, nó ra khỏi chùa nó khổ te tu, không biết cái gì chứ. Nên những đức đào tạo cho nấu ăn, bưng bê dọn dẹp, lo cho những đức để nó biết nó có trách nhiệm. Sau này lớn lên trở thành một người nữ biết đảm đang công việc. Ý là như vậy đó. Chùa mình nhiều cháu nhỏ nhỏ gái, những đức là cứ đào tạo vậy đó. Vậy đó mà vài năm là giỏi hết, là đứa nào cũng biết làm. Nên làm việc đều có cái ý gì người, niệm niệm gì người mà làm. Nhưng đức thường nói cứ
tạo điều kiện bồi dưỡng cho người ta được ở chùa đi. Ở chùa vẫn là đại công đại đức đại phước báo. Ăn tổ ngày dạy từng ly từng tí với người phụ nữ bị nghe đâu. Nên tất cả người trong chùa như Đức cũng nhắc người nữ, ngày tháng của mình phải kỹ lưỡng. Những ngày tháng của mình, mình thay băng đồ này kia phải sạch gọn, quấn gọn lại, mình cầm ấy sợi thun mình băng lại, chứ không phải là mình bài ra mình vứt đại trong thùng rác. Người ta dọn gì người ta chỉ càng ẹ cái đó là mình có tội. Dù mình đi đến nhảy sinh công cộng hay nỡ nào cũng như mình không được làm bậy, chứ không phải gọi là đồ dơ đồ giấy mình vứt không ai biết mình, nhưng cái tội mình phải chịu, quả báo mình phải chịu. Còn mình phụ nữ nấu ăn, ngày tháng của mình, mình rửa tay chân đồ cho sạch sẽ, chứ không phải là tay chân bày hay nấu ăn cho người ta. Dù người ta không biết đồ đó mình làm dơ, nhưng mình làm điều đó là mình có tội, có tội. Nên trong kinh Vu Lan nói là cúng dường chay tăng để trong bình bát tinh anh, ý nó là đồ ăn phải sạch sẽ, phải không nhận? Như chùa mình chủ nhật là quá đông người, bây giờ phải chịu. Nhưng mà cái làm của mình ở trong nơi Tam Bảo phải hiểu để gọn ghẽ sạch sẽ, đó là một hành động tốt. Bản thân mình ăn đồ cũng muốn sạch sẽ thì mình phải nghĩ cho người ta. Đó nên tất cả những người tuổi trẻ còn ngày tháng nấu ăn uống, lặt rau rửa rau phải sạch sẽ kỹ lưỡng. Rồi mình ăn uống đồ mà mình bệnh đau ho hen số mũi đâu, mình bịt khẩu trang lại cho đúng. Chứ đừng có vừa làm mà kiểu mà nói chuyện hòa mà nước miếng nhăn tùm lum vô đồ ăn. Hành động đó cũng thiếu lịch sự. Nên làm việc bịt khẩu trang lại. Khi mình ho hen lấy tay áo của mình chặn lại khi mình ho. Còn khi mình số mũi, mình muốn hịt mũi, mình ra khỏi bàn ăn, ra khỏi vị trí người ta đang ăn. Chứ nếu mà mình ngồi ngay chỗ đó mình hịt mũi làm cho người ta gớm, hiểu chưa? Phải hiểu cách sốc. Còn mình ho mình lấy tay áo mình che lại gì, chứ mình đừng có ho mình quay vào mặt người ta, quay vào chén cơm người ta, quay vào người ta mình ho coi không được, hiểu chưa? Những điều này như Đức nhắc nhở là xác thực nhất trong cuộc sống luôn đó. Nên tất cả những người làm mẹ, làm bà nên dạy cho con gái, để sau này con gái mình ở đâu nó cũng đàng hoàng, sạch sẽ, gọn gàng. Những cái căn bản mình nên dạy con gái mình từ khi còn nhỏ. Con gái mình dạy đừng có nên gặp con trai mà láo liên, nhìn ngó, chọc ghẹo, đừng có tầm gì. Hoặc con gái ngồi trước mặt đàn ông trai gì, đừng có ngồi chồm hổm. Mình thân phận con gái kỹ lưỡng gọn ghẽ thì nó toát lên vẻ đẹp. Còn có đẹp cỡ nào mà bề xề bày hày dơ giấy thì cũng thành xấu. Một người xấu mà gặp người chào hỏi lễ phép thì cũng thành có duyên, thành đẹp. Còn một người mà gặp người không biết chào hỏi là vô duyên, bị ta chửi mắt, xem thường. Đây là những việc mà trong Phật Pháp dạy gần gũi, bị công nhận không? Quá gần gũi. Tín niệm Phật cầu sanh cực lạc nhưng phải áp dụng cuộc sống nhân sinh, vì chúng ta đang còn sống ở cõi đời này mà. Chứ đâu phải niệm Phật đi, không lẽ ngu si không biết gì đó. Thì niệm Phật là đã niệm Phật rồi, nhưng niệm Phật để phát triển cái nhân sinh sống, phát triển cái cách sống của làm người. Nên người học Phật đã hiểu rồi, định luật nhân quả rồi. Mình mỗi năm niệm Phật hồi hướng cho ông bà, cầu cho ông bà được giải thoát. Chứ đừng có đốt giấy tiền vàng bạc, đốt nhà. Đừng có sát sanh hại vật khi đám dỗ. Nên cúng chay, tụng kinh niệm Phật hồi hướng là quá đúng. Phóng sanh, cúng chay mà còn phóng sanh. Còn gia đình ông bà cha mẹ có người mắc, đến chùa mình tu 49 ngày quá ý nghĩa. Còn nếu không được thì mỗi ngày niệm Phật hồi hướng. Nếu trở ngại công việc thì mỗi ngày niệm Phật hồi hướng, làm thiện hồi hướng. Như chùa mình làm tượng Phật này, chùa mình ở đây xây chùa luôn nè, gia đình ông bà cha mẹ người ta mắc chỉ người ta. Ví dụ có những người mình chấp điếu, mình cúng dường Tam Bảo, làm việc thiện, hồi hướng cho người mắc hay cho người cúng dường, việc này quá thù thắng, quá đặc biệt luôn quý vị. Chỉ vậy người ta tu phước duyên, mình đâu có ăn cắt bạc rồi đâu sợ. Nhưng những đức là hướng dẫn, quý vị thấy rõ ràng không? Mình Phật tử mình chỉ người ta đem cái hạt giống trồng mảnh đất tốt thì tốt, việc này quá thù thắng, đặc biệt. Nên nguyện Tam Bảo gia hộ
cho toàn thể đại chúng mỗi ngày nghe pháp môn niệm Phật, nghe tịnh độ, tín nguyện nên gây dựng thiệt là kiên cố. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.